Lần đầu tiên chai Thanh Long có trong mì tôm. Ngon. Hello, hello, xin chào các bạn. Mình là Lepada. Cho mình hỏi các bạn một câu nha. Các bạn có biết ông Lần không? Ông Lần này là ông lần đầu tiên chai Thanh Long có trong mì tôm. Mấy ngày hôm nay thì mình chắc chắn là các bạn đã nghe rất là nhiều bài hát liên quan đến mì tôm mà có trái thanh long ở bên trong, đúng không? Ok, hôm nay mình mua thùng mì này về ăn thử và review cho các bạn xem là mì thanh long này có ngon như lời đồn không nha. Ở đây thì mình mua bao gồm các loại nè. Đây là hộp mì trộn spaghetti. Hộp này có giá là 15.000. Còn đây là có mì tôm thịt gà. Mì tôm thịt gà này một gói như vậy có giá là 10.000. Rồi, ở đây là mì thịt heo bằm. Thịt heo bằm này có giá cũng là 10.000 một gói luôn. Cũng là 10.000 một gói với cái mì hải sản chua cay này mọi người ha. Và cuối cùng là mình mua cái phần heo gà nấu nấm, thì phần này chỉ có 6.500 đồng thôi. Mình có chuẩn bị sẵn một trái thanh long để so sánh xem rằng là cái màu đỏ của mì này với lại cái màu của thanh long nó có giống nhau hay không nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu chế biến và ăn thử xem nên là cái hương vị của cái mì này như thế nào nha. Đây là cái phần mì thịt heo bằm nha mọi người. Ở bên trong thì gói mì nó sẽ có cái màu hồng như thế này. Màu hồng nhạt thôi mọi người. Gói gia vị được đóng khá là chỉnh chu thôi mọi người ha. Tất cả được gom trong một gói như thế này. Đây, ở bên trong này thì sẽ có đâu mình xem. Đây là gói rau củ. Còn đây là gói dầu, dầu tỏi. Còn đây là cái phần gói gia vị chính nè mọi người. Tiếp theo thì đây là cái phần tôm với là thịt gà. Giòn. Cái gói này cái phần mà tôm với thịt gà thì nó có hẳn một cái khay nhựa đựng nữa mọi người. Cái đó cách đóng gói khác nhau. Và cái này thì sẽ không có gói dầu tỏi nha, mà chỉ gói rau củ và gói gia vị thôi. Tiếp theo sẽ là phần mì hải sản chua cay. Cái này thì nó giống cái phần mà mì thịt heo bằm giống như lúc đầu, là nó sẽ cho một cái gói gia vị chung như thế này. Còn đây là gói mì có giá rẻ nhất nè mọi người. Mì gọi là mì ăn liền thanh long đỏ của công ty Vinacati hả? Lần đầu tiên mình nghe đến công ty thực phẩm này luôn á. Cái này thì nó lại giống với lại cái phần đầu tiên ha. Nó có cả gói dầu nữa nè. Cái gói muối này nhìn nó giống như cái gói muối của cái mì thời kỳ đầu tiên á mọi người. Kể cả gói rau cũng vậy luôn. Đây, thịt viên nè. Đây là thịt viên và dầu ha. Và bây giờ sẽ là đến cái phần mì đắt nhất, mắc nhất trong cái set mì thanh long này. Ok. Đúng là mắc nhất cho nên là cái cách đóng gói cũng chỉnh chu á mọi người. Đây là sốt cà chua. Còn cái này là sốt, gói sốt bình thường, rau củ. Mì sẽ được đóng ở trong một cái túi ni lông để giữ hơi, giữ kín hơi á mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cái phần mì này ra nha. Mình nhìn sơ qua thì mình thấy là cái sợi mì của cái gói mì spaghetti này đó mọi người, nó cũng có cái sự khác biệt tí xíu á. Đây thì mình so sánh với một cái loại mì hải sản ha. Thì đây, các bạn xem nè. Cái phần mì hải sản thì cái sợi mì của nó sẽ nhỏ hơn. Nè, nó nhỏ hơn và nó màu hồng nhiều hơn. Còn riêng cái phần mì spaghetti thì cái sợi nó sẽ to hơn. Nó to hơn nè. Cái màu nó cũng sẽ sẫm hơn, nó sẽ thiên về màu cam, chứ nó không có thuần đỏ, hồng giống như là những cái loại mì khác. Và do là cái cách sử dụng của nó đặc biệt các mọi người, cho nên là cái nắp của nó cũng sẽ có những cái răng cưa như thế này nè, những cái lỗ hở như thế này. Để khi mà chúng ta chắc cái nước ra, đậy lại, xong rồi chắc nước ra luôn, nó sẽ không có làm cho cái phần mì ở bên trong bị đổ ra. Rồi bây giờ mình sẽ giữ lại cái phần này. Để tí xíu nữa mình sẽ chắc nước ra sao ha. Ok mọi người ơi, ba cái phần mì mà có giá là 10.000 á, thì ở bên trong này mình thấy là có cái hành lá nè, có cái thịt hạt, thịt viên và có cả bắp nữa. Đây, bắp sấy. Rồi, cả ba phần đều giống nhau, là có cái nguyên liệu giống nhau luôn á mọi người. Riêng cái phần mà 6.500 đồng á, cái phần mà heo gà nấu nấm á, thì nó sẽ có cái phần topping á, là chỉ có hành và thịt viên thôi, không có bắp ha. Đây là phần mì spaghetti mà mình mới vừa chắc nước ra nè mọi người. Ồ, nhìn hấp dẫn hay không? Bây giờ thì mình sẽ rắc cái phần sốt vào ha. Đây là cái phần gói sốt đầu tiên bắt buộc phải có của sốt spaghetti. Còn đây là cái phần gói sốt cà chua. Ok, sau đó thì mình sẽ mix, trộn nó lên. Wow, thơm quá. Và cái sợi mì spaghetti nó rất là dai, nó to. Ok, mời các bạn cùng mình ăn nha. Bây giờ mình sẽ review từng cái vị của mì trước ha, xem là cái vị mì nào ngon nhất. Đây là cái phần mì với lại thịt heo băm. Mình sẽ hấp nước trước nha mọi người. Nó có vị hơi mặn, kiểu đậm vị lắm, hơi mặn nha. Sợi mì dai, ăn cái sợi mì vào nó có độ dai, nhưng mà mình không có nghe cái mùi thanh long gì hết á. Nó chỉ có cái màu đỏ giống như màu thanh long thôi, chứ còn lại thì không thấy có mùi vị thanh long nha mọi người. Trong cái sợi mì á, nó có mấy cái chấm đen nè, thì mình nghĩ nó là hạt thanh long. Nhưng mà ăn trúng cái bắp á, rất là ngọt. Bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp theo là cái phần mì tôm với lại thịt gà. Đây. Cái phần tôm thịt gà này thì nó lại có cái vị thơm, cái độ thơm của kiểu giống như món lẩu Thái vậy đó mọi người. Xong nó có vị hơi chua chua cay nha, có bị nhầm không ta? Thử xem. Tiếp theo sẽ là mì hải sản. Đây là phần mì hải sản. Ok. Mì hải sản này ngon. Trong mì hải sản này có con ruốc trong đây nữa nè. Cái gói mì hải sản này thì sẽ có cái độ cay nhiều hơn so với lại hai cái mì còn lại. Ăn nó cũng thơm hơn. Cảm giác ăn mì chua cay với mọi người rất là thích. Ok, nếu như mà chấm điểm cho cả ba loại mì này á, thì mình sẽ lần lượt cho ha. Cái này sẽ là 1 điểm. Cái này là 2 điểm, cái này là 3 điểm, là 3 thang điểm cao nhất của 3 loại mì. Thì mình nghĩ rằng là mọi người nếu như mà thử trải nghiệm thì có thể ăn cái loại mì hải sản này là ngon nhất, bởi vì nó rất là thơm, nó thơm cái mùi hải sản và nó giống như là những cái loại mì hải sản chua cay khác như vậy. Còn riêng vì sợi mì kiểu có thanh long ở bên trong hay không thì mình không chắc nha, tại vì mình không có nghe được cái mùi thanh long gì hết. Ok. Ngon, rất là thơm, rất là ngon. Ăn cái phần spaghetti này ok, ổn nha, mình rất là thích luôn á. Cái sợi nó dai, dai thật là dai luôn. 5 điểm. 1, 2, 3, 5. Cái này 2. Với chủ đề mì thanh long, lần đầu tiên trái thanh long có trong mì tôm. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xuyên suốt xem và theo dõi cái tập vlog hôm nay của mình ha. Cảm ơn các bạn, và nếu như mà có yêu thích cái kênh mình thì nhớ để lại subscribe cho kênh mình nha. Và có bất kỳ sự sai sót gì và góp ý thì mọi người hãy để lại bình luận cho mình biết. Và đừng quên tim và share cái video mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại.